Chào các bạn, đến từ Việt Nam Top Team. Hôm nay bọn mình sẽ break down một trận Sparring BJJ No Gi với anh Dũng Bi. Trước khi phân tích trận đấu thì mình muốn giới thiệu anh Dũng Bi là một guard player, là người chơi guard với vị trí nằm ở dưới. Còn mình sẽ đóng vai trò một guard pass, đó là người vượt qua được cái guard của anh Dũng Bi, là người chơi top game. Ok, thì mình sẽ bắt đầu vào clip ngay bây giờ. Thường thì mọi người trước khi vào sẽ bắt tay với nhau để thể hiện sự tôn trọng. Mình biết anh Dũng Bi sẽ cố gắng pull guard trước, ok, theo đúng kế hoạch của mình nghĩ tới. Đầu tiên mình sẽ vào vị trí leg drag, ok. Vị trí leg drag là gì? Là khi mình kéo hai chân người ta về một bên của mình và mình làm thế nào để cái cơ thể người ta bị vặn nhất có thể, đó là body twist. Khi mà cơ thể của bạn thẳng thì là sẽ trong trạng thái cơ thể mình khỏe nhất, còn khi mà cơ thể của bạn bị vặn sẽ trong trạng thái yếu, và đó là cơ hội để mình passing. Ok, thì từ đây mình cố gắng ôm đầu gối của anh Dũng Bi để kiểm soát và xem anh Dũng Bi có di chuyển thì mình sẽ di chuyển theo. Ok, từ đây anh Dũng Bi vòng chân qua đầu để cố gắng recover guard. Recover guard là quay lại cái vị trí ban đầu, là hai chân ở trước hông. Từ đây mình cố gắng passing. Điều quan trọng nhất trong passing mình nghĩ đó là khi mà bạn làm bên này không được thì bạn sẽ đổi sang bên kia. Ok, mình chuyển đổi sang bên kia. Mình xoay sang để cố gắng lấy được ở bên trái của anh Dũng Bi. Từ đây mình vẫn chưa pass được guard của anh Dũng Bi, chưa vượt qua hàng phòng thủ của anh Dũng Bi được. Ok, anh Dũng Bi xoay về vị trí rùa, Turtle Guard. Trong Jiu Jitsu thể thao thì với vị trí này mình vẫn chưa được tính là pass guard, vẫn chưa được tính điểm. Ok, từ đây mình cố gắng trap một tay của anh Dũng Bi để tấn công Armbar, nhưng anh Dũng Bi đã biết trước tình huống và đã rụt cùi trỏ lại. Ok, mình cố gắng đẩy trọng tâm, đè áp lực lên trên người. Mình cố gắng vòng tay trap cùi trỏ của anh Dũng Bi, kẹp cổ tay vào trong nách để cố gắng tấn công Armbar từ đây. Anh Dũng Bi vẫn cố gắng thoát và mình cố gắng đẩy hông lên. Ok, tap out. Ok, thì hầu hết như mọi người biết thì trong vị trí Armbar submission nó sẽ có hai đầu kiểm soát và một điểm làm lực đẩy. Như mọi người biết thì khi mà mình kẹp vai của người ta và kiểm soát cổ tay bằng nắm tay của mình, đó là một cách. Thì ở đây mình chỉ thay đổi cái điểm kết nối ở cổ tay bằng cách là mình kẹp cổ tay của anh Dũng Bi vào nách. Thì nó chỉ khác cái điểm tiếp xúc là một là dùng bằng cổ tay, hai là dùng kẹp bằng nách. Nó vẫn là ưỡn hông lên để kết thúc đòn bẻ cẳng tay. Bắt đầu lại từ đầu. Ok, từ đây anh Dũng Bi vào Half Guard. Mình cố gắng passing Half Guard. Half Guard là vị trí khi mà mình bị khóa một chân, người nằm dưới cố gắng kiểm soát một chân của mình. Và đầu tiên muốn pass được Half Guard thì bạn phải kiểm soát được phần thân trên của người ta. Ok, từ đây em vòng tay để kiểm soát phần thân trên, Cross Face, Underhook. Ok, sau khi đè áp lực được phần thân trên, nhiệm vụ tiếp theo sẽ cố gắng thoát chân ra. Nhưng từ đây anh Dũng Bi biết trước nên là khóa chân rất là chắc, mình rất khó để thoát chân, thì mình sẽ chuyển sang một vị trí khác cũng khá là hay trong Jiu Jitsu hoặc MMA, đó chính là Kimura Lock. Ok, từ đây thì mình tìm kiếm cái Kimura Lock. Với việc dùng Kimura Lock từ đây thì nó vẫn sẽ có rủi ro, đó là mình sẽ để hở lưng cho bạn tập nằm dưới có thể lấy được back của mình. Nếu bạn không rút được cái chân ra để lộn ra đằng trước thì mình sẽ bị mất back. Ok, kết nối được Kimura Lock, rút được chân ra. Nhưng từ đây anh Dũng Bi vẫn khóa lại chân của mình. Ok, anh Dũng Bi vòng lên lấy back. Việc đầu tiên khi bạn tập có vị trí back, có một hook ở bên trong và có tay kiểm soát ở phần thân trên, thì mình đã phòng thủ bằng cách là không cho cái hook thứ hai còn lại của anh Dũng Bi vào. Mọi người có thể nhìn được cánh tay phải của mình. Mình đang cố gắng gạt chân anh Dũng Bi ra, không cho lấy hook thứ hai vào. Ok, anh Dũng Bi có hook thứ hai, đổi thành body triangle. Ok, một cái lock rất chặt ở đây. Việc đầu tiên ở khi phòng thủ vị trí back đó là mình phải phòng thủ được cái tay choking arm. Tay choking arm là sẽ là tay tấn công, thường là tay vòng qua vai của đối thủ của mình. Cố gắng thủ ở trong vị trí rùa nhưng vẫn mất back. Từ đây mình gạt được cái hook thứ hai của anh Dũng Bi ra và cố gắng ngồi lên bằng hai chân. Anh Dũng Bi khóa vào vị trí Rubble Guard. Mình biết trước là mình đã phòng thủ được. Ok, từ đây mình nhét một đầu gối vào để kiểm soát chân phía dưới của anh Dũng Bi. Từ đây vẫn xoay lại cái tình huống passing, đó là mình làm sao phải twist được cái body của bạn tập, đó là bạn tập để đặt cơ thể của bạn tập vào trạng thái yếu nhất. Ok, anh Dũng Bi lấy underhook, cố gắng sweep. Mình lấy tay chống. Từ đây mình bước chân, thoát được cái chân khóa ở half guard ra. Cố gắng dùng đầu gối để khóa phần hông của anh Dũng Bi và đẩy lên. Ok, từ đây mình đã có vị trí side control với cross face, ngực đè lên ngực, hai đầu gối chặn ở một bên hông của anh Dũng Bi. Một tay kiểm soát. Mình có vị trí Neon Belly từ đây. Mình dùng đầu gối để áp lực lên phần bụng, anh Dũng Bi hip escape ra ngoài. Mình cố gắng back step. Với tư duy đánh Jiu Jitsu của một người tập khá lâu năm thì mình sẽ không bao giờ giữ ở một vị trí quá lâu. Nếu mà bạn tập và mình cùng giữ ở một vị trí quá lâu thì mình thấy là cả hai người sẽ không tập được gì ở trong khoảng thời gian đấy, nên mình sẽ chủ động di chuyển rất nhiều để cho cả mình cả bạn tập đều có cảm giác tập được. Từ đây mình đang cố gắng set up đòn North South Choke. Ok, vị trí North South Choke là mình sẽ vòng một tay. Như mọi người thấy, mình vòng một tay xuống dưới cổ anh Dũng Bi và cố gắng đè áp lực vai lên phần cổ của anh Dũng Bi và duỗi hông ra, hạ hết trọng lượng của mình lên trên cổ của anh Dũng Bi. Nhưng với vị trí này mình thấy chưa đủ chặt và mình đã thử khoảng vài giây. Mình thấy không làm được, mình đã cố gắng chủ động đổi vị trí trước. Mình chuyển sang một vị trí khác và anh Dũng Bi lộn lên. Ok, như mọi người thấy, anh Dũng Bi lộn lên hai chân, vòng qua hai bên hông của mình. Với tình huống này, anh Dũng Bi đang cố gắng recover guard về vị trí đầu tiên là open guard. Mình cố gắng kiểm soát một chân của anh Dũng Bi. Ok, lại có vị trí leg drag. Sau khi mình có vị trí leg drag, như mọi người thấy, mình sẽ kiểm soát chân phía bên dưới của bạn tập bằng ống đồng. Nhưng từ đây anh Dũng Bi lại recover guard, hồi phục vị trí guard. Ok. Mình có restart lại, bắt đầu từ bình thường. Anh Dũng Bi B-Pull Guard, mình passing. Mình kiểm soát chân bên dưới. Ok, từ đây mình đang cố gắng vượt qua chân bên dưới. Mình dùng B-Pull mình vào vị trí cố gắng tấn công Armbar từ đây. Pull vào vị trí Close Guard. Close Guard là vị trí của người bên dưới kiểm soát phần hông của mình bằng hai chân. Một vị trí khá có lợi cho người nằm dưới, đó là khi người nằm dưới có thể tấn công được và người trên mình chỉ có thể tìm cách thoát ra. Mình không thể tấn công ở đây nên mình sẽ cố gắng chủ động tìm cách thoát ra trước. Ok, từ đây Dũng Bi cố gắng dùng hip bump, nhưng vì khoảng cách trong phòng tập có hạn nên là không làm được. Mình và anh Dũng Bi bắt tay làm lại từ đầu. Oh shit. Here we go again. Ok, mình cố gắng dồn hết trọng lượng của mình đặt lên trên hông anh Dũng Bi. Anh Dũng Bi đang có vị trí Reverse Guard. Ok, mình nhấc lên, anh Dũng Bi vào vị trí rùa. Cố gắng mình đang nhét một đầu gối vào bên trong để kiểm soát chân và anh Dũng Bi đã dùng cùi trỏ để phòng thủ. Ok, từ đây mình di chuyển sang phía bên kia, cố gắng lấy được vị trí back. Từ đây như mọi người thấy không rõ lắm, nhưng một tay của mình đang luồn grip vào tay dưới của anh Dũng Bi. Thì việc tiếp theo mình đang có ý định tấn công A3 từ đây, đó là bằng cách luồn một tay và nhấc anh Dũng Bi lên. Nhấc lên, từ đây mình có vị trí Kimura Lock, lại là Kimura. Thì trong submission Kimura, việc đầu tiên mọi người phải có Kimura Lock và hai chân mình kiểm soát hai bên của bạn tập, một là lưng và bên còn lại là tay. Ok, sau khi mình đã có kiểm soát được hai bên, và từ đây mình dùng cả trọng lượng của cơ thể mình để nhấc tay của anh Dũng Bi lên và vặn ra phía đằng sau lưng. Finish. Ok, bắt đầu lại từ đầu. Anh Dũng Bi vẫn chủ động chơi guard. Ok, mình lại vẫn passing guard. Kiểm soát. Cố gắng thoát được một chân, mình dùng back step. Anh Dũng Bi biết mình dùng back step nên đã khóa chân rất là chặt. Từ đây mình ấn một chân của anh Dũng Bi xuống và anh Dũng Bi có ý định lấy seat belt take back và mình đã lại bắt vào Kimura. cố gắng bắt Kimura lộn ra phía trước để thoát. Như mình đã nói, vị trí Kimura Lock rất có lợi và cũng có mặt rủi ro cho mình. Có thể mình tấn công tay được và mình có thể mất vị trí back. Ok, hoàn thành hiệp roll với anh Dũng Bi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin mời các bạn like và subscribe kênh của Việt Nam Top Team. Cảm ơn mọi người. Nụ cười đã tắt, đằng sau cũng tắt, bởi vì anh tắt nụ cười chỉ toàn nhân lấy nụ cười.